Tôi vừa mới biết rằng có cuộc bầu cử ở Oregon được điều hành và tổ chức tỉ mỉ đến như nào và tôi cảm thấy rất tuyệt. Các lá phiếu được gửi đến tất cả các cử tri đã ghi danh đang hoạt động và các viên chức bầu cử làm việc với các tiểu bang khác để đảm bảo những thay ma không phá hỏng các cuộc bầu cử. Không có người đã mất nào sẽ bầu cử trong năm nay hoặc bất kỳ năm nào khác. Và những người đã chuyển đi, viên chức cập nhật danh sách ghi danh khi cử tri thay đổi địa chỉ. Tôi có thể tra cứu thông tin của mình bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy rất tuyệt. Như thế mình đang chuẩn bị leo lên đỉnh Astoria Column vậy.